Xin chào các bạn. Hôm nay thì shop máy bơm mini 68.com giới thiệu với các bạn một cái mẫu máy bơm không chổi than 24V 250W với cái lưu lượng là 5 m³/giờ và đẩy cao 5 m. Thì đây là cái dòng bơm mà chuyên về cái lưu lượng. Cột áp của nó thì chỉ có 5 m thôi. Đây cái thông số của nó này các bác này. Đó, 250W, đẩy cao 5 m, lưu lượng là 5 m³/giờ. Điện áp 24V. Và ống ra của nó là khoảng 38-42. Mình đang sử dụng cái ống 42 để nối vào cái ống ra của máy bơm này. Nó rất là vừa luôn. Thế thì dòng bơm này thì với cái cột áp và lưu lượng như vậy thì nó được ứng dụng để dành cho bác nào mà bơm nhiều nước. Trong cái điều kiện đó là cái nguồn điện tiêu tốn thấp. Tức là cái con bơm này ấy, thì cái lưu lượng của nó 5 m³/giờ với điện áp 24V. Tuy nhiên thì cái công suất tiêu thụ của nó chỉ có 250W thì nó không lớn. Thì nó phụ thích hợp để chúng ta bơm bể cá làm tăng nước hòn non bộ. Ngoài ra các cái mục đích khác nữa. Nó khác so với một số các loại dòng mà nó đẩy cao tới hơn 10 m. Những cái dòng đấy thì nó chuyên về bơm tưới. Tưới tiêu là nhiều hơn. Và nó tiêu tốn điện nhiều hơn con này. Con này nó tiêu tốn điện ít hơn. Và cái tốc độ vòng quay nó chậm hơn. Cũng như là cái việc mà sử dụng cho nó để bơm hồ cá làm thác nước. Những cái hồ lớn ấy, là con này nó phù hợp. Thì ngày hôm nay thì shop sẽ test con bơm này với cái điện áp 24V. Hôm nay thì shop sẽ sử dụng cái bình lithium ghép 12V này và một cái bộ chuyển đổi kích từ 12 lên 24V. Cái bộ này thì có cái công suất đầu ra của nó là 24V 10A, tức là tương đương với 240W. Xem đây là đầu tiên shop test xem là có hoạt động được hay không nhá. Shop sẽ đấu máy bơm vào và sẽ cho nó xem là cái dòng nước ra của máy bơm nó như thế nào. Thì cũng khẳng định là cái con bơm này nó là cái loại động cơ không chổi than, nó rất là bền và nó ăn dòng từ từ thôi, chứ không phải như cái loại bơm chổi than là nó đấu một phát là nó ăn dòng được luôn. Nó dòng khởi động của nó lớn. Thì dòng bơm này nó chạy rất là êm ái và tuổi thọ của nó cũng rất là bền. Ống này là ống phi 42, ống 42 các bác nhá. Và hiện tại là nước ra đầy ống 42, nước ra rất là mạnh luôn, rất là nhiều nước. Nếu như các bác mà sử dụng con bơm này với cái điện áp cao hơn, ví dụ như 36V, 45V thì cái lưu lượng nước ra sẽ nhiều hơn và cột áp đẩy ra cũng tương đương là nhiều hơn. Thì đây là cái dòng không chổi than, cái thuốc solar cho nên mà nó chạy được cái điện áp rất là rộng. Khởi động của nó là 12V là chạy được rồi và nó chạy có thể lên đến 36-40V. Thậm chí có thể lên đến 45V các bác ạ. Đó, ra rất là mạnh luôn. Cái bộ điều khiển này thì nó thích hợp cho những bác nào mà không có bình 24V. Chúng ta sử dụng bình 12V thì dùng cái bộ điều khiển này. Nó đổi lên cái điện áp 24V để nó chạy máy bơm. Nước ra rất là nhiều. Và nó chạy rất là êm ái. Con này thì theo em nghĩ là chúng ta sử dụng cho cái mục đích như thế là làm hòn non bộ với lưu lượng lớn là rất là phù hợp. Con bơm này nước ra rất là nhiều luôn. Với cái lưu lượng nước này như này chắc chắn là chỉ có từ 5 m³ trở lên, chứ không bao giờ là dưới 5 m³/giờ. Đầy ống 42. Nếu mà chúng ta dùng điện áp cao hơn thì lưu lượng nó nhiều hơn, có thể lên đến 8 m³/giờ. Hoạt động rất là êm ái, vận hành rất là ổn định. Nếu các bác mà sử dụng cái nguồn điện 12V thì công suất tiêu thụ của con này nó rơi vào khoảng là 120W. Còn 24V thì nó rơi vào khoảng 250W như cái thông số của nhà sản xuất cung cấp. Còn nếu như dùng lên 36V thì nó rơi vào khoảng là 360-370. Đó, rất là tốt luôn, rất ok. Và để mua cái sản phẩm này thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ trực tiếp qua hotline 038-68-98-366, website máy bơm mini 68.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.